Úc Sáu xin kính chào quý vị anh em và các bạn nha. Hiện tại thì mình đang đi huyện Càng Long, Trà Vinh để giao chó mở trại cho một anh bạn ở đây. Mình sẽ quay cho anh em xem cái đoạn đường ở dưới miền Tây, miền quê dân dã nha. Trồng cây, trồng bông rất là mát mẻ luôn. Anh em thấy nha. Anh này thì anh đặt mua 5 con chó Malinois cái tơ, hàng là có giấy, rất là đẹp luôn. Đây là phía sau anh đang chở nè. Đây, phía sau mình đang chở là 3 thùng, 2 thùng bự thì mỗi thùng 2 con, một cái kết nhựa nhỏ thì chứa một con. Chút xíu nữa mình sẽ thả ra cho anh em coi tham quan tham khảo nha. Đây, anh bạn mình mô hình kết hợp nuôi bò với mở trại chó nha anh em. Vừa nuôi bò vừa nuôi chó luôn. Rồi nhận hàng nè. Rồi kêu nó đi theo. Theo theo. Vậy anh đặt tên cho nó. Tên kêu gì? Giáp. Giáp hả? Giáp hả? Grab phải không? Con tiếp theo đặt Uber. Con nữa đặt cái gì? Bi. Rồi tới gì nữa? Go Việt. Rồi tới gì nữa? Alamo. Anh này hồi đó anh chạy xe ráp nên giờ anh đặt con đầu tiên là tên ráp nha. Có nào đặt xe ôm không? Xe ôm tên thường quá. Xe ôm tên thường quá. Đặt tên công ty lớn. Tên nước ngoài mà. Tên nước ngoài không à. Rồi lấy dây ra. Grab. Đại đi, cắn đâu, hiện lắm hả? Rút ra. Cưng lắm, mấy này mấy cái con nhà không khoái ra đây nằm. Con này bự ghê. Con này bự. À, làm cửa, về cắt cái cửa ra, làm lại nửa cửa này thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Cái hổng dạ không biết. Đây là anh xây dãy chuồng này hết nhiêu tiền rồi? 10 triệu. 10 triệu. 9 triệu mấy? Mấy chuồng? 5 chuồng hả? Ồ, mấy mét, này anh làm mấy mét, bề ngang mấy mét. Mét rưỡi dài 2 mét mà xây cắn cắn hồi còn mét 9. Là đổ nền đầu luôn. Đổ nền luôn. Có view ga không? Không, chưa. Chưa là view ga. Cái hồ bên đây nè, cái hồ bên đã số cái hồ đây. Thoát nước đây nè, ống đây là thoát nước. Cái hồ cái đường cống cái hồ bên đó. Gà bò đầu đủ thứ luôn ha. Bò của anh luôn hả? Bò của thằng em. À. Đây mát mẻ ha. Trà Vinh với Bến Tre thấy cái đất dùng đất giống nhau hệt à. À, đây nè, thì cái đó thì cầu như bước qua cái Bến Tre cái à, đây cũng đồng dừa y chang như bên Bến Tre. À, Tiền Giang không thích nhưng mà sao bắt con giờ tính mua thêm 5 con nữa. 5 con rất. 5 rất là lơ. Rất là qua Tết nha. Rồi, đâu giờ tự dở ra làm coi cho quen tay coi. Tính 20 chứ đâu tính 5 đâu. 20 con hả? Rồi, bóp lại. Đó, bóp cái chốt làm cho quen trở quen hơi luôn. Rồi, nắm ra nắm cái da cổ đó. Buông chạy 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 ra đại đi nó không chạy mất đâu sợ. Ra. Đây em làm nha cho. Ra nè con. Rồi, đưa vô. À, có cái gút nó không có bị kẹt đồ sợ. Rồi. Rồi tới Uber. Tính Uber nha. Uber. Uber. Đi. Theo. Rap Uber xong tới Go Việt phải không? Đất nhà có đóng về nhà làm đi, đi thành phố làm gì. Em ở đó không có làm thành phố, bây giờ không gì cũng về quê em ở. Đất đây đâu ý, ruộng mãi mênh mông. Ruộng mênh mông. Có mấy người ở thành phố giờ người ta cũng về quê, người ta kiếm đất, người ta làm vườn á. Người ta lên mấy khu vùng ven á. Cái lộ mà mới làm nó chưa thông đường á, nhưng mà đi được à. Lộ đang đổ quốc lộ lớn mà phải không? Bên này trên có sao đặt tên gì? Bi phải không? Rồi đâu nhớ tên gọi này đầu tiên là gì? Grab. 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 Uber. Go Việt nè.
Alamo. Đi quá trời bự luôn. Bi. Này quá VIP luôn á. 30 kg á. Hơn 30 kg á. Cái mà to kìa. Nó to cũng bự dữ vậy hả? Hàng nguồn gốc VIP. Con này ức trắng đẹp. Rồi, đi vô mình làm hợp đồng. Anh chuẩn bị giấy viết chưa? Đây là anh bạn của mình mở trại cũng cúng ông chuồng bà chuồng rất là chỉnh chu nha anh em. Khai trương.